Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Audio. Thì hôm nay thì ghép cho anh Thắng ở Con Tum anh em nha. Một cái bộ dàn karaoke đồng bộ của Sansui. Và yêu cầu là lấy thêm cho anh ấy một cái tủ. Ở đây thì có cái tủ đã lấy cho anh ấy là cái tủ ABS anh em nha. Rất là đẹp. Tủ này là tủ thiết kế bằng nhựa ABS anh em nha. Siêu bền. Thiết kế rất là đẹp anh em nha. Có cửa trước cửa sau cho anh em sử dụng. Rất là đẹp nha. Cái size này là size 6U, cái size này là size 8U anh em nhá. Cho anh em sử dụng, anh em có thể sử dụng là nhiều thiết bị hơn. Hoặc anh em sử dụng hai con đẩy trong một bộ dàn này, vang này, mic này, bộ quản lý nguồn này. Đấy. Quay về cái bộ dàn này thì đồng bộ Sansui sẽ bao gồm là một cục đẩy Sansui anh em nhá. Về anh em chỉ đánh một cặp 30 thôi, nên là cái mã Sansui của nó là Sansui SA402, màn hình số này và một con vang của Sansui là Sansui E90 anh em nhá. Một bộ micro. Đây là bộ micro hàng mới của PS Audio anh em nhé. Với mã số là G500 Plus này. G500 Plus thì sẽ có hai cái tay màu trắng ngọc trai như này. Đấy. Tiếng rất là hay anh em nhé. Rất là may tiếng. Đấy. Thêm một bộ quản lý nguồn của PS Audio với PC9 Pro anh em nhé. Có thể bật tắt từng kênh. Đấy, bật tắt từng kênh ở đây. Đấy, rất là tiện anh em nhé. Thì khi anh em sử dụng bộ quản lý nguồn, bộ nguồn này thì mình có thể tắt một cách tuần tự anh em nhé. Là mình có thể tắt là từng thiết bị một. Đây, ví dụ như em có thể tắt này. Đấy. Đẩy vàng, rồi nên tiếp tục thiết bị khác nhá. Tiếp theo anh em sẽ mở lên. Chỉ cần một nút ấn thôi là cả hệ thống sẽ tự động được bật lên. Đấy. Rất là tiện anh em nhé. Đối với cái thiết bị này thì này cho nhỏ chút anh em nhé. Các thiết bị này thì hàng mới này thì bảo hành 1 năm anh em nhé. Còn hàng bãi thì bên em bảo hành 3 tháng cho anh em chơi. Đấy, với cái sản phẩm này. Đấy. Đối với con vang Sansui này thì nó mã số E90. Thì phần tùy chỉnh của nó rất là dễ anh em nhé. Hướng dẫn luôn cho anh em về anh em dùng. Là tất cả các cái chế độ như là ZZ này, VIP này, SCE này, STD này thì đã được bên em cài đặt sẵn rồi, anh em về chỉ dùng thôi. Thì cách chuyển chế độ thì rất là đơn giản thôi, anh em chỉ cần ấn chuyển này. Đấy. Riêng đối với con E90 này thì ấn là nó chuyển luôn, còn ví dụ con E80 hoặc là con DA1 hay là DA1 ấy thì anh em phải ấn thêm nút OK nữa nhá. Đấy, chuyển này. Đấy. Đối với con này thì chuyển đến đâu thì nó sẽ sáng đèn ở đấy anh em nhá. Đấy, STD này. Yeah. Đấy. Các chế độ khác nhau. Đấy. Hiệu ứng thay đổi. Còn cái nút bên này là nút tăng giảm nhạc em nhá. Music volume này là tăng giảm music là nhạc này. Mic volume này là tăng giảm micro này, tiếng micro nhá. Còn cái phần chỉnh mic, chỉnh equalizer này, chỉnh effect này. Anh em muốn tăng giảm hiệu ứng effect vang nhiều vang ít ấy thì anh em ấn nút effect và tăng mũi tên đi lên hoặc đi xuống này. Đấy. À, rất là đơn giản. Còn chuyển các cái chế độ cổng đầu vào như là cổng quang cổng thường thì anh em ấn vào nút input đây. Đấy. Và nhìn trên màn hình nó sẽ chuyển là OTP này. Đấy, các chế độ. Hoặc anh em có thể để auto thì tự động đường nào có tín hiệu nó sẽ phát trước nhá. Đấy. Rất là hay. Còn dưới con đẩy thì anh em cứ vặn là cái này là nó số cho nên nó không có G, anh em vặn thoải mái nhá. Đấy, anh em cứ để to lên. Ok, bây giờ em sẽ test một đoạn karaoke cho quý vị các bạn cùng trải nghiệm nhá. Em xin báo giá cho anh em về cái sản phẩm này. Ở đây thì sẽ có cái thiết bị là một cục đẩy này. Cục đẩy này thì có giá tại Euro là 4,5 triệu này. Con vang 3 triệu này. Bộ mic này hàng mới giá 3,8 triệu anh em nhá. Còn con quản lý nguồn này giá 1,9 triệu. Hàng chính hãng hết anh em nhá. Đấy, ok. Còn cái tủ này là 2,5 triệu anh em nhá. Bạn em đoạn là karaoke anh em nhé, trên bộ dàn Sansui mic DHS này em nhé. Thôi em theo chồng làm bố dâu xứ lạ, bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim. Đường hoa em đi mưa chiều rưng rưng đổ, ngỡ mưa trong lòng
tao. Đường em đi, đường anh có lẽ. Với câu duyên trời, đôi ngã chia ly. Em ơi, tình chỉ đẹp khi tình rang rỡ. Nhưng anh vẫn hồi thương.